Xin chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ nè, thật là nhiều may mắn nha. Và bây giờ lại là chương trình nghe Thủy đọc sách nè. Thì hôm bữa trước là Thủy đã đọc xong cái phần chương số 2, triệu hồi ánh sáng đẩy lùi bóng tối, và qua được một phần của chương thứ 3, đó là thử nghiệm, chưa kiểm nghiệm. Và cái phần đầu tiên là có phải tôi là mận nên đời lắm lận đận. Đó. Hôm nay tiếp tục với cái phần tiếp theo, đó là cái phần nhỏ trong cái chương số 3, vung trồng kỷ luật sống. Rồi, cả nhà lắng nghe nha. Tiến trình kỷ luật này gồm 3 liệu pháp nhỏ tương ứng với 3 phần của con người: thân thể, tâm cảm, trí não. Mỗi liệu pháp đi liền với nó là những nhiệm vụ nhỏ, và các nhiệm vụ nhỏ này không quá to tát đối với người bình thường, nhưng nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn đối với chị Mận, bởi vì những ảnh hưởng mà tâm lý dằn vặt tồn tại trong chị sẽ ngăn cản chị thực hiện cho bằng được. Và để thay đổi cũng như duy trì được nó yêu cầu sự nỗ lực của chị rất nhiều. Nhưng đấy là sự nỗ lực của chị, còn bây giờ hãy đến với các phương pháp để hình thành tính kỷ luật. Mời chị Mận và các bạn theo dõi ngay sau đây. Thử thách đầu tiên dành cho chị Mận là kỷ luật thân thể. Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của cô Vi với chị Mận nha. Kỷ luật thân thể đơn giản thôi, chị hãy tự nhìn lại hình dáng mình và trả lời các câu hỏi sau một cách ngắn gọn và chân thành. Chớ lo lắng ai đánh giá chị mà e ngại, thiếu thành thật, bởi vì không thành thật không tốt gì cho chị và cũng chẳng giúp ích gì cho tôi. Nên tốt hơn hết là chị nên thành thật. Chị có thấy mình đang lộn xộn và lôi thôi không? Cuộc sống nói chung ấy, ví dụ đơn giản dễ thấy nhất là nhà cửa, góc làm việc có bừa bộn không? Có. Quần áo sập sệt nhăn nheo? Có. Quần áo giặt máy giặt và nhiều khi không buồn là phẳng. Cổ áo chị cũng chưa bẻ kìa. Ồ đúng vậy, nói đến mới thấy đầu tóc tôi cũng bù xù vì chưa kịp chải đầu. Tại sao lại thể hiện điều này? Tại sao lại hỏi điều này? Là vì mỗi điều chị thể hiện ra ở vẻ bề ngoài sẽ cho chúng tôi thông tin về chị. Hay nói cách khác, một bộ hồ sơ về chị là ai, có tính cách nào hay lối sống gì. Chớ tưởng những điều nhỏ nhặt như nếp nhăn trên gấu quần, cổ áo chưa bẻ, dây giày quên buộc, đầu tóc chưa chải là vặt vãnh. Tất nhiên, người sạch sẽ, chăm chút, bóc dáng, thái quá không phải lúc nào cũng tốt, nhưng đó chưa phải điều chúng ta nói đến ở đây. Quay trở lại, vẻ ngoài của chị nói lên rằng cuộc sống của chị đang lộn xộn, thiếu kỷ luật, cũng tức là chị đang thiếu quan tâm tới sự tồn tại của bản thân. Đôi khi, làm việc tùy hứng và có tâm cảm lên xuống thất thường. Nói chung là chị dễ mất kiểm soát khi có bất trắc trong cuộc sống ập đến, phải vậy không? Đến đây chị đã hiểu thêm vì sao lối sống kỷ luật lại quan trọng thế không? Bởi vì nó là một trong các nguyên nhân khiến cho tâm lý dằn vặt chưa buông tha chị. Điều này giúp chị lý giải vì sao tâm lý dằn vặt có thể dễ khống chế cảm xúc của chị như thế. Ra là vậy, thiếu kỷ luật tưởng nhỏ nhưng lại lớn. Đây mới là một khía cạnh về thân thể, chứ chưa nói đến tâm cảm và trí não. Đây cũng chỉ là một phương diện mất kiểm soát rất nhỏ trong số những nhiều sự kiện trong cuộc đời chị sẽ phải đương đầu vì sự thiếu kỷ luật. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhiệm vụ chị cần thực hiện trong liệu pháp về kỷ luật thân thể. Một là chỉnh chu vẻ ngoài nha. Đây. Quần áo nên được thay đổi và giặt giũ thường xuyên. Chăn màn, gối, gấu bông nên được gấp gọn gàng và để đúng vị trí sau khi ngủ dậy. Áo nên bẻ cổ gọn gàng nếu áo có cổ và giữ phẳng phiu. Làm sạch các vị trí quan trọng trên thân thể. Rửa mặt sau khi ngủ dậy cho tỉnh táo. Mũi liên quan đến phổi, hô hấp, phụ trách về giao tiếp. Nếu mũi tắc tịt, giao tiếp khó khăn lắm đấy. Tai mũi sẽ giúp não thông thoáng nhờ thải ra những thứ không cần thiết. Tai bẩn tắc dễ làm suy nghĩ lệch lạc, dễ hiểu nhầm và dằn vặt không đâu. Miệng nên rửa sạch sau khi ăn xong. Tay nên rửa sạch khi dính bẩn. Đầu tóc nên chải gọn gàng và gội sạch sẽ khi bết dính. Trí tuệ thông thoáng hơn khi được chải đầu gọn gàng. Rồi, cái kỷ luật về thân thể đầu tiên là chỉnh chu vẻ ngoài xong rồi. Tiếp theo là tới nhẹ nhàng cử động nè cả nhà. Hãy chú ý quan sát cử động của tay mỗi khi làm việc gì đó như cầm cái cốc, nắm sợi dây, vuốt phẳng tờ giấy, bê khay nước, kéo cái ghế, đặt mâm cơm, nghiêng phích nước, cài cúc áo, vân vân.
Cố gắng dùng cử động bàn tay phần từ cổ tay trở xuống, như thế sẽ tránh việc dùng thừa lực. Việc theo dõi cử động của bàn tay sẽ giúp việc nâng cao tính cẩn thận, ý thức được mình đang làm gì và khống chế thân mình tốt hơn. Ngoài ra, còn có các tác dụng khác mà người chịu khó thực hành nó sẽ hiểu ra. Ồ, việc này tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ đâu nhé. Cử động bằng bàn tay khá khó đấy. Đúng vậy, thường là chúng ta thường cử động bằng vai hay cẳng tay là nhiều, nhưng cử động bằng bàn tay mà không tác động lực vào phần vai thì hiếm có người nào làm được. Chị biết không, tay nói với tim và phổi, phần vai và khuỷu tay có tác dụng năng tác động đến hai phần này nhiều nhất. Nếu chị cử động phần vai quá mạnh bạo, nhịp tim và dịch phổi sẽ thường xuyên biến động, khiến chị hao tổn sức lực không cần thiết. Đôi khi, nó làm cho cảm xúc tăng cao, còn cử động bàn tay sẽ giúp giảm được điều này. Tiếp theo nữa là, cái hằng số 3 là mẹo nhỏ, ít lợi lớn. Cử động tay phải, dậm chân trái liên tục khi tâm cảm, dâng cao do dằn vặt. Làm các hoạt động dùng đến cả hai tay như nấu cơm, làm đồ thủ công, vẽ vời. Đó, vì sao lại thế nè? Tay trái nối với tim, não phải và chân phải phụ trách về cảm xúc. Tay phải nối với phổi phụ trách về việc giao tiếp xã hội, não trái và chân trái phụ trách về khả năng suy tính, phân tích, lý trí. Có lợi ích gì nè? Điều hòa nhịp tim và dịch phổi, theo đó tâm cảm, lý trí hài hòa, cân bằng, hạ bớt cảm xúc, tập trung vào suy nghĩ. Nhờ thế có thể kiểm soát tốt những cơn nóng giận tức thời, chực chờ bộc phát. Hay đó nhỉ? Rồi, tiếp theo là kỷ luật về trí não nè. Kỷ luật trí não là phương pháp thứ hai trong tiến trình. Tương tự như phần trước, chúng ta sẽ cùng hỏi đáp ngắn gọn. Chị đã từng đi làm, đi học muộn chưa? Thường xuyên không? Muộn nhất là bao lâu? Có, thường xuyên lắm. Muộn nhất là 2 tiếng so với giờ làm việc. Chị có từng trễ hẹn không? Thường xuyên không? Muộn nhất là bao lâu? Có, thường xuyên khoảng 30 phút. Chị có từng để mai tính mỗi khi được giao việc không? Có. Chị có từng thất hứa với ai đó chỉ vì ơ thế à, quên mất không? Không. Hiếm khi. Đáp án cho câu hỏi về trễ nải giờ giấc của chị là có. Tỷ lệ là 3 trên 4 câu. Một câu là hiếm khi, tức là vẫn có. Với kết quả này thì rất đáng tiếc phải nói với chị là nếu chị hay bị sếp quạt cho một trận và trách phạt thì chớ hỏi tại sao nha. Bởi vì mọi việc chị trì hoãn hay trễ nải muộn màng đều góp phần làm cho bộ máy trí não của chị trì trệ. Có vẻ như trong công việc chị còn thiếu nhanh nhạy, thiếu tổ chức, khó để sắp xếp được việc gì cho ra nhẽ. Chị luôn thấy mọi việc dồn dập và bế tắc và kết thúc là thấy mình trong tình trạng quay cuồng. Có đúng như vậy không? Đúng. Đừng tưởng những sự việc cỏn con này không nhầm nhò gì, chúng sẽ dồn tích trở thành năng lượng tiêu cực quay lại phản công chị khi đến dịp. Có quả tất có nhân, cái nhân chính là một phần có sự góp mặt của những gì chị trì trệ đó. Làm sao để sửa chữa? Cần thực hiện các quy tắc của kỷ luật cho trí não sau. 1. Đúng giờ. Thực hiện đúng giờ các thói quen, nên đặt khung giờ cho từng thói quen, một dạng như thời gian biểu, đến lúc nào làm gì và thực hiện nó. Ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, đi học, đi làm, đến hẹn đúng giờ, nấu cơm đúng giờ, tập luyện đúng giờ, đọc sách đúng giờ, thời gian cho sở thích mơ mộng đúng giờ. Tự nhiên là mình thấy mình cũng hơi bị, đúng là mình không có đúng giờ. Nếu khó thực hiện theo thời gian chặt chẽ như trên, vì đôi khi chúng ta còn có những việc khác mãi làm, thì vẫn cần đảm bảo ít nhất 2 việc ngủ và đi làm đúng giờ. Nó giúp trí não và thân thể được phục hồi và giữ kỷ luật và tâm thái đúng công việc. Còn các việc khác thì có thể đảm bảo giờ tối thiểu đặt ra là được. Nhớ mua đồng hồ báo thức gọi dậy hoặc treo đồng hồ lên tường để xem giờ nha. Con số chính xác. Để siết chặt kỷ luật cho trí não, hãy dùng các con số định lượng chính xác để thiết lập mục tiêu. Ví dụ, bạn cần dịch ít nhất 500 chữ mỗi ngày và nộp trước 0 giờ của ngày hôm sau. Vậy là 500 chữ một ngày và 0 giờ là những con số chính xác. Nhớ thực hiện theo đó nhé, mỗi khi đề ra hành động cụ thể. Tiếp theo nữa, đề cao cẩn mật. Số 2, đề cao cẩn mật. Chị có hay quên thoát khỏi tài khoản điện tử sau khi sử dụng không? Thỉnh thoảng.
chị có hay quên kéo các loại khóa của túi, cặp để hở ngăn kéo của các loại bàn không? Thỉnh thoảng, cẩn mật là một dạng trí tuệ. Cẩn mật nè, trí tuệ nè, kỷ luật nè, liên quan đến nhau. Thiếu cẩn mật gián tiếp ảnh hưởng tới bộ máy trí tuệ của chị. Nó dẫn đến suy nghĩ nông cạn, tuổn muộn, khó lâu dài, dễ giải tỏa cảm xúc, yêu ghét không rõ ràng, dễ phụ thuộc vào người ngoài, dễ để lộ rò rỉ thông tin, khó giữ được điều gì cho mình, dễ bị lợi dụng, và nguy hại hơn cả là dễ tạo lỗ hổng để những thứ xấu tràn vào trong mình, làm tăng nguy cơ dằn vặt. Đó là hệ quả của sự thiếu cẩn mật nói chung. Mấy ví dụ về email điện tử hay thẻ rút tiền bị hack ấy, hẳn là mấy người bị hack cũng đang có vấn đề. Không có lửa thì làm sao có khói? Đề cao cẩn mật là một cách giúp lý trí của mình trở nên có trật tự. Như thế chắc chắn dằn vặt giảm ngay. Đơn giản lắm, chỉ cần lưu ý thực hiện các việc nhỏ sau đây: tắt máy tính, khóa các tài khoản điện tử khi không dùng, đổi password 2 tuần một lần cho các loại tài khoản điện tử, kéo khóa, đậy nắp các thứ đồ có khóa có nắp. Tiếp theo, kỷ luật về tâm cảm. Cả nhà qua kỷ luật thân thể nè, kỷ luật trí tuệ, rồi bây giờ tới kỷ luật tâm cảm đó cả nhà. Thân thể, trí tuệ có công việc riêng của mình, tâm của chúng cũng thế, nó phản ánh đời sống bên trong và bên ngoài chúng ta. Tâm phụ thuộc các vấn đề nội tâm bên trong và tất cả sự kết nối, chia sẻ, giao tiếp xã hội bên ngoài. Khi tâm khỏe mạnh, nội tâm của bạn sẽ cảm giác thanh thản, thư thái, an lành. Thế là bạn sẽ có mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. Còn khi tâm không khỏe, nội tâm của bạn sẽ gặp chuyện. Đề ra kỷ luật cho tâm, cho tâm cảm, giúp tâm của bạn được sửa chữa khỏi tâm lý dằn vặt. Dưới đây là các nhiệm vụ nhỏ để giúp tâm cảm có kỷ luật. Từ chối khéo léo lôi kéo. Từ chối khéo thoát khỏi lôi kéo. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ta dễ sao chép trở thành người gần gũi ta nhất nếu chúng ta sống ở môi trường gồm những người quen dằn vặt bản thân, nói xấu, buông dưa lê thì chúng ta sẽ dễ giống họ. Tâm cảm chúng ta sẽ bị che mờ và tâm tối đi bởi những thói xấu này. Thế nhưng, các câu chuyện tiêu cực vẫn luôn diễn ra và hiện diện mọi ngóc ngách và muôn nẻo cuộc đời. Nó là một mặt công sở, chốn công cộng, cho tới mái ấm của chúng ta. Sống trong đô thị này, thật khó để dập tắt, ngăn chặn chúng diễn ra. Nhất là khi nó hiện diện ở những người thân ta tiếp xúc hàng ngày. Nếu không hưởng ứng cùng họ, ta cũng dễ khiến họ phật lòng. Bởi vì từ chối khéo có lẽ là cách nên giúp ta giảm bớt, giúp ta bớt khiến người đối diện mất lòng và tránh xa được chuyện vô bổ. Từ chối khéo hiệu quả theo hai bước sau. Một, tự nhắc mình. Trong chúng ta đều có phần muốn bàn tán, nói xấu người khác, thế nên rất dễ bị điều xấu đó lôi kéo. Thế nên phải tự nhắc mình, chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Tôi chẳng có lý do gì để nói xấu họ cả. Đó là câu lệnh để chúng ta ý thức được rằng mình đang làm gì và ngăn điều xấu lại gần. 2. Ngăn câu chuyện chuyển sang hướng dằn vặt. Đánh trống lảng, tôi quên mất có chút việc chưa làm xong. Đợi chút tôi làm nốt rồi nói tiếp nhé. Hoặc, cậu vừa nói chuyện gì ấy nhỉ? Chuyển hướng sang chủ đề chung. Chẳng liên quan đến ai. Tôi nghe nói năm tới giảm thuế nhập khẩu xe ô tô. Đẩy câu chuyện sang người đang nói chuyện dằn vặt. Cậu bảo đang tìm cái váy có màu đỏ mặc Tết, đã mua được chưa? Thoát khỏi lan man, giải tỏa có thời gian. Nhiều người dễ tìm đến người thân hoặc các hình thức giải trí để giải tỏa các thứ đang dằn vặt và dồn nén trong họ. Giải tỏa là một hình thức tâm cảm hay dùng để giúp cân bằng tâm lý và tiếp tục sống. Nếu không có ai đó giúp bạn giải tỏa, có lẽ thật khó để sống bình thường và thậm chí còn dồn nén đến mức trở nên điên loạn. Có điều, giải tỏa quá mức, sa vào giải trí vô độ, nói chuyện với người thân không biết dừng sẽ khiến tâm cảm bạn dễ hỗn loạn và thiếu tỉnh lại. Càng nói về một điều là càng thừa nhận nó và duy trì sự sống của nó. Dằn vặt cũng vậy, nói nhiều về nó sẽ càng làm nó sinh sôi nảy nở. Thêm nữa, động lực tâm lý nằm sâu việc ca cảm mãi về một thứ là trốn tránh thay đổi bản thân, cứ để nó ở mãi trong tình trạng đó. Ca cảm mãi là trốn tránh thay đổi bản thân nha, cứ để mãi. Bạn có từng thấy những người hay ca cảm sau một thời gian có thay đổi rõ rệt không? Hay vẫn tiếp tục nói mãi về điều đó nhiều lần sau mỗi lần lên cơn? Vẫn nha.
hãy tìm cách cân bằng và sửa đổi. Rồi, có 3 bước như thế này nè cả nhà. Bước 1, chọn 1-2 người để bạn tâm sự, kể với họ kế hoạch của bạn và nhờ họ giúp đỡ, lưu ý, chớ chọn quá nhiều người để tâm sự. Bước 2, lập thời gian biểu giải tỏa. Ví dụ, giải tỏa vấn đề trong 5 ngày, mỗi ngày dành 30 phút cho vấn đề đó, không nói thêm khi hết 30 phút. Bước 3, ngắt hệ thống Internet sau khi giải tỏa xong. Việc này giúp chống lại việc muốn giải tỏa liên tục, giống cơn nghiện của kẻ phê thuốc, cứ muốn thêm nữa, không dừng. Thiết lập kỷ luật thế này có khó không, chị Mận? Tôi nghĩ là khá nặng ngay từ ban đầu, nhưng đã chấp nhận đi tiếp nên tôi sẽ cố gắng làm theo. Chúng tôi chưa yêu cầu chị phải làm được và hoàn thành hết ngay lập tức từ ban đầu, bởi vì giữa ý chí và mong muốn với khả năng thực tế là có khoảng cách. Bản thân chị đang thiếu kỷ luật mà bẻ sang kỷ luật luôn thì có lẽ là thân thể chưa thích nghi ngay được. Dễ là kiệt sức sớm nên chị chia nhỏ và làm theo từng phần một nha. Sẽ có rất nhiều trở ngại ngăn chị thực hiện kỷ luật, đến từ mệt mỏi nè, bận việc cá nhân nè, quên nè, sao nhãng nè, cám dỗ nè, lười biếng nè. Mình cũng bị như vậy đó cả nhà, mình cũng đang tập thôi cả nhà. Nhưng hãy giữ vững mục đích và tự hỏi mình vì sao mình muốn đi theo và thực hiện liệu trình này cho dù nó rất khó nhọc. Chớ buông tay, hãy bám trụ bằng sự tin tưởng ở chính mình. Mục đích cuối cùng chính là động lực để chị đi tiếp. Nếu thất bại ở những lần đầu hoặc trong quá trình thực hiện thì chớ vì đau buồn mà lại dằn vặt. Hãy sốc mình lên, hãy cho phép mình thử lại. Biết đâu đấy, thất bại lại là điều cần thiết và bắt buộc phải trải qua để tự nhìn nhận lại vấn đề của mình và đi đến đích. Các đánh giá sẽ được đo dựa trên nỗ lực, quyết tâm hơn là số liệu, dựa vào quá trình hơn là kết quả. Nên chị Mận và các bạn nhớ chớ quá lo lắng nhé. Cải sửa bên ngoài là sửa chữa bên trong. Mỗi chuyển biến trong hành động nhỏ là bước chuyển trong thay đổi lớn trong mình. Đúng rồi mà. Hành động nó thay đổi thì có nghĩa là cái tư duy của mình có thay đổi đó chứ. Mình mới chịu làm cái việc đó. Chứ đôi khi là người khác kêu mình làm, mình không thích làm, mình cảm thấy chưa có đủ thuyết phục, mình không thấy cần thiết cho mình không làm. Chúc chị thành công với 100 ngày cho 3 liệu trình vượt thoát khỏi tâm lý dằn vặt nha. Hỡi các bạn động thất mết, các bạn có thấy các phương pháp này đáng để thử nghiệm không? Hãy cùng tiến hành kế hoạch vun trồng kỷ luật sống nếu muốn có thân thể, tâm cảm, trí tuệ mạnh khỏe hơn nhé. Ok, thì cũng đang cố gắng vun trồng kỷ luật sống đây nè. Cả nhà nhớ nhắc thiện nha. Và thực tế là giống như qua một khi mà đọc cái phần này nè, mình cảm nhận rất là rõ, tại vì mình là thuộc cũng một con người là chậm. Mình cái gì mình cũng thấy mình trì trệ hết trơn. Và đúng là trì trệ từ việc này nó sẽ qua việc khác, và tính và cái kết quả công việc cũng như cái cuộc sống của mình cảm thấy nó không thoải mái, lúc nào nó cũng vội vã hết trơn, tại vì mình trì trệ, xong rồi mình trễ xong rồi làm sao, vội vã phải không? Đó, nên thành ra là cảm thấy tâm không có an được. Còn khi đơn giản là mình làm cái việc gì cũng đúng giờ hoặc là mình làm sớm giờ thì mình rất là thoải mái luôn á. Thủy đã cảm nhận một vài là Thủy sau từ mình cũng có một những cái vài lần mà cố gắng để mình xây dựng kỷ luật sống rồi, xong cũng thấy thoải mái, nhưng mà xong rồi những cái sự giống như mệt mỏi, lười biếng, việc cá nhân tùm lum nó làm cho mình trì trệ lại, xong rồi mình thấy cuộc sống của mình nó không an tĩnh được. Rồi, không có lan man nữa, bây giờ lại tiếp tục với cái phần đọc sách tiếp theo nha cả nhà. Tâm sự một chút xíu thôi. Mình cũng không hơn ai, nhưng mà mình biết được là mình đang cố gắng để mình xây dựng được những cái điều tốt đẹp hơn. Nên thành ra là mình cố gắng thể hiện cho người khác thấy, để người khác mỗi khi mà mình không làm vậy, cái người khác nhắc mình á. Rồi, qua cái phần lưu ý nhỏ, chớ bỏ sót. Tâm lý dằn vặt tiềm ẩn ở trong thế giới một người đã đành, nhưng có khi nó còn đến từ thói quen xấu của người ấy. Nếu để ý và ngăn được các thói quen không đáng có đó, chúng ta có thể phòng tránh chúng trong tương lai. Dưới đây là một số thói quen xấu phổ biến làm tăng nguy cơ dằn vặt. Ngồi trong phòng kín và tối. Bóng tối và phòng kín làm tăng cảm giác giam cầm và kích thích tâm cảm tiêu cực phát triển. Nhớ nhé,
tối và kính là bộ đôi tay sai của tâm lý dằn vặt đó. Kể tội, nói xấu người đang dằn vặt bạn. Nghĩ xấu, nói xấu đẻ ra năng lượng tiêu cực nha. Năng lượng tiêu cực này sẽ đẻ ra dằn vặt. Dằn vặt lại sinh ra nghĩ xấu, nói xấu. Đây là vòng luẩn quẩn và lặp lại để hút một người rơi vào vòng quay dằn vặt mãi mãi. Rồi, đây, cả nhà nhớ nha, dằn vặt. À, bởi vì tự nhiên nhớ bữa trước mình học được cái lớp hiểu mình hiểu người của thầy Cường, thì thầy và nói cho mình giải thích cho mình những cái ứng xử thuận và ứng xử nghịch. Nếu mình vẽ ra một người đó với một cái gọi là một cái đúng tốt thì mình sẽ ứng xử thuận với người đó, có nghĩa là mình thấy tốt đẹp thì mình rất là vui vẻ thì làm những cái việc tốt đẹp tiếp theo, cư xử tốt đẹp tiếp theo. Còn nếu mà mình cảm nghĩ, mình suy nghĩ, mình vẽ ra một cái người đó là một người sai xấu thì mình sẽ ứng xử nghịch lại với họ. Thì đúng rồi, thì mình thấy họ không tốt thì mắc gì mình phải tốt với họ. Bởi vậy ở đây nó cũng là tự nhiên đọc cái này cái làm nhớ ra cái phần đó. Bữa nào là thị sẽ chia sẻ về cái sai xấu, đúng tốt, ứng xử thuận, ứng xử nghịch nhiều hơn cho cả nhà nghe nha. Nó rất là hay đó. Cẩn thận nào, tránh xa ra nhé. Đây, đây là cái câu này của bạn này. Để tâm quá nhiều vào những gì người khác nói. Lão Tử từng nói, để tâm đến những gì người khác nghĩ, bạn sẽ trở thành tù nhân của họ. Việc gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Việc gì không cần nghĩ thì bỏ khỏi đầu sẽ nhẹ đầu hơn. Cớ gì ôm lấy chúng làm tăng gánh nặng tâm lý cho bản thân. Lừa dọn dẹp nhà cửa phòng ốc khi dằn vặt. Không gian và môi trường sống tác động đến tâm trạng chúng ta rất nhiều. Một không gian bừa bộn, bẩn bụi dễ làm ta phân tán ý nghĩ, dễ giải sầu bằng bia rượu. Các chất kích thích có cồn dùng để giải sầu không giúp giảm bớt dằn vặt mà còn làm tê liệt hệ thống thần kinh. Giải sầu bằng trò chơi điện tử hồng quên đi các cơn dằn vặt. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ APA mới đây đã tuyên bố trò chơi điện tử có khả năng gây nên chứng rối loạn tâm thần ở người chơi nếu các game thủ nghiện nó. Trò chơi điện tử xuất hiện vào năm 1980, tuy chưa bắt buộc phải gán mác có hại cho sức khỏe và tâm lý của người chơi, giống như thuốc lá, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng thực tế nó đã gây nên nhiều vụ việc tai hại cho sức khỏe người chơi, hãy lưu tâm nhé. Rồi cả nhà nhớ nha, những cái thói quen này là mình không nên có nè. Những cái thói quen là ngồi trong phòng kín và tối. Đôi khi thì cũng có một chút xíu, khi nào mà mệt mỏi, khi nào mà cảm thấy nó bế tắc một chút xíu thì hết ở riêng một mình. Mà đúng là như vậy nó cũng không tốt nè. Rồi nói xấu người khác, dằn vặt. Rồi để tâm quá nhiều vào lời người khác nói. Họ nói là chuyện của họ, mình không tiếp nhận lời nói đó thì cái lời nói đó quay ngược lại về ai? Quay về họ chứ ai? Đó, mình không giữ lại. Họ cho đi mà mình không giữ lại thì và họ quay, họ lại phải nhận lại thôi. Rồi tiếp theo nữa, lừa dọn dẹp nhà cửa phòng ốc khi dằn vặt. Sao mình cũng thấy có mình trong đó nhỉ? Sao cứ đọc cái phần nào là thấy mình cũng có một chút trong đó, nhưng mà mình không có phải là quá như vậy, cũng có một thời gian nào đó thôi chứ không có phải lâu á. Giải sầu bằng bia rượu, cái này thì mình không có nè. Giải trí bằng trò chơi điện tử này mình cũng không có, tại mình không biết chơi không biết chơi mấy trò chơi điện tử. Rồi tiếp theo qua cái phần là nhà trị liệu tâm lý rất là lý trí. Đôi dòng về nhà trị liệu tâm lý nè. Nhiệm vụ của nhà trị liệu là lắng nghe, tạo lập sự tin tưởng với thân chủ, kể cả khi thân chủ có nói những điều rất khó nghe. Dù thân chủ muốn hủy hoại, đòi trách cứ, thì nhà trị liệu sẽ không vì thế mà phán xét họ là đồ ngu dốt, dại dột, hay có những đánh giá về mặt đạo đức đúng sai lập tức. Bởi vì nếu làm như vậy thì đó sẽ là một cú chặn, làm quá trình thân chủ giải bày bị đứng lại, họ sẽ khó chia sẻ và tin tưởng lần nữa. Sao đọc những cái câu này cứ càng cảm giác cái lý thuyết của thầy dạy nó quá đúng luôn. Bạn vẽ đúng tốt thì mới mọi việc nó có thể diễn ra được thuận lợi tốt đẹp hơn. Còn bạn vẽ sai xấu rồi là chặn đứng tất cả. Điều thân chủ cần là sự thấu hiểu. Việc nhà trị liệu cần làm là lắng nghe. Sự tương tác giữa hai bên sẽ làm cho quá trình trị liệu được suôn sẻ và đạt được kết quả khả quan. Một nhà trị liệu cần không để các cảm xúc, câu nói của thân chủ đánh lừa, cho dù nó dữ dội và mãnh liệt. Bi đát và đau thương cỡ nào,
Họ cần nhận ra chân tướng thật của vấn đề, các động lực tâm lý ẩn sâu đang chi phối hành động của người đó. Chỗ khó là nhà trị liệu phải phát hiện ra sự thật tâm lý trong khi lắng nghe mà không làm thân chủ của mình tổn thương. Lời nói lúc nào người ta cũng diễn, cái hành động đó người ta cũng thêm một phần cái chủ quan của người ta nữa. Nên đúng là mình phải tỉnh. Mục đích cuối cùng của quá trình trị liệu là giúp đỡ thân chủ hiểu được thứ tâm lý khiến họ khổ sở, giúp họ tự chủ kiểm soát lại bản thân và tình huống. Đồng thời đề ra các liệu pháp, kỹ năng để hướng dẫn họ và giúp họ tự mình giải quyết các khúc mắc. Đó cũng là quá trình giúp họ thấu hiểu mình, thấu hiểu người khác, nhìn thấu thế giới và có chất lượng sống tốt hơn. Câu chuyện của chị Mận chỉ là một phần của câu chuyện thật. Dù cho người thân của chị rất khủng khiếp, nhưng chuyện gì cũng có hai chiều của nó. Sự việc đẩy lên mức quá cao, mức rất cao và mạnh. Hẳn là chị Mận cũng đã có những cư xử thiếu đúng đắn trong cách sống, có vấn đề nào chưa nói ra. Hay trong cuộc sống có vấn đề nào chưa nói ra. Chỗ thiếu đúng đắn này không hẳn là hỗn hào gì. Nó có thể vì chị chưa biết kỹ năng cư xử, chưa thấu hiểu tâm lý người thân. Hay để tâm quá mức đến cảm giác của cá nhân mình, cảm xúc của cá nhân mình. Cũng có thể cả hai bên còn có hiểu lầm, mâu thuẫn mà không dùng những phương pháp bình thường để giải quyết được. Vậy thì như vậy có nghĩa là chị Mận đang nói dối không? Chúng ta không thể xét như thế được. Những gì chị ấy trải qua đích thực là rất thật. Còn điều không thật của chị ấy là các cảm xúc chân trào khi tâm lý dằn vặt bao trùm. Nó thổi phồng, làm cho mọi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn mức thực tế và đẩy chị ấy vào một tình trạng rất khủng khiếp. Điều chị ấy đang đối diện không hoàn toàn là người thân của chị ấy, mà là thứ to lớn vô hình hơn đứng sau. Đó là tâm lý đô thị. Đây là thứ tâm lý rất phức tạp và vòng quay của nó được xây đắp và bồi dưỡng trong suốt thời gian dài. Kết thúc liệu trình vung trồng kỷ luật sống, anh có đề ra phương pháp mới nào cho chị Mận cải thiện vấn đề của người bà không? Với người bà không? Người bà và trẻ con xét theo một mặt nào đó là rất giống nhau. Họ đều rất cần được quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ. Nhưng trẻ con muốn vậy vì chúng là trẻ con, còn người già muốn vậy là vì họ cô đơn. Khi tâm lý chi phối thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là những thứ cô đơn xâm chiếm lấy họ và trở thành vũ khí, khiến họ làm tổn thương người khác, cho dù họ không muốn. Còn khi bóng tối đi qua thì phần thiện lương bên trong họ sẽ được tỏ lộ. Thay vì để bóng tối xâm chiếm họ, hãy cố gắng xoa dịu họ, cho họ cái giường êm ái để ngã lưng. Như thế, người bà của chị Mận sẽ bớt cào cấu chị Mận. Cách xoa dịu họ rất đơn giản là hãy chơi và trò chuyện cùng họ. Nghe họ nói, dù nói hơi nhiều và có quan niệm cổ hủ, có thể đưa đi dạo phố một tháng một lần, đi chùa. Đi chùa thì người già rất thích, đây là liệu pháp thiền thiên về hành động mà chị Mận có thể thực thi sau này với người bà của mình. Nhưng chúng ta không đi quá sâu vào vấn đề của chị Mận thêm nữa. Điều chính vẫn đang nói ở đây là trị liệu. Nếu muốn học kỹ năng lắng nghe giỏi, muốn biết được các cảm xúc chị đang chi phối mình như thế nào để nó không đánh lừa, lèo lái tôi sang nẻo sai lầm, tôi cần làm gì? Hãy đọc các sách kỹ năng và tích lũy tri thức bồi dưỡng lý trí. Đó là con đường tốt giúp tôi, giúp bạn trên hành trình thay đổi. Bạn sẽ chỉ được chứ không mất. Bảo vậy, Thủy đang đọc sách nè. Xin cảm ơn anh. Chăm chỉ, nỗ lực sẽ dẫn lối bạn đến thành công. Đúng rồi, một cái điều như thế này. Rồi, phần tiếp theo là lời kết nha cả nhà. Sát thủ dằn vặt chạy đâu cho thoát. Đâu, hắn ở đâu? Đã bắt được hắn chưa? Cho tôi coi cái mặt hắn nào, xem có đáng sợ không? Có tóc tai bờm sờm, cơ bắp đô khỏe và xăm trổ khắp người không? Có chắc là bắt được hắn rồi là mọi chuyện chấm dứt không? Liệu hắn còn đồng bọn nào nữa không nè? Bắt được tên trùm là có thể thở phào nhẹ nhõm được nhiều phần rồi. Về nhà phải xây rào chắn kiên cố bằng kỷ luật thép để ngăn hắn tấn công trong tương lai. Cũng cần trang bị 3 loại vũ khí tối mật cùng biệt dược lời nói mà cô Vi đã cung cấp. Thật là phước tốt, may mà nhờ có bản tin báo động đỏ của cô Vi cho biết căn bệnh này mà phòng chống. Đó là những lời nháo nhào của cộng đồng tâm lý. Bày tỏ sự quan tâm hay khi hay tin tên sát thủ dằn vặt đã bị vạch mặt
và dẫn độ về trại nghiên cứu tâm lý của cô Vi. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, thực hiện các công việc cần thiết cho cộng đồng tâm lý và ngăn ngừa tầm ảnh hưởng của tên sát thủ này trong tương lai. Sau khi bắt được, hầu hết mọi người đều thắc mắc, không biết tên sát thủ này rốt cuộc có hình dạng ra sao nhỉ? Nhưng chúng ta đã biết và được đề cập đến ngay từ đầu, loại sát thủ này không có hình dáng cố định. Hắn có thể biến lớn nhỏ, biến lớn thu nhỏ, biến thành bất cứ hình dạng nào mà hắn muốn. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào những đặc điểm của hắn, dựa vào đó để phán đoán. Nhưng có vẻ như cơn thắc mắc này của tất cả các bạn luôn là một chủ đề rất là nóng và chưa nguôi ngoai trong cộng đồng tâm lý. Bởi vậy, để chiều lòng cộng đồng, bản tin cô Vi hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một chiêu thức rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm được, tự tại làm được tại tư gia để thấy được chân dung của tên sát thủ. Chiêu thức đó hết sức đơn giản, chỉ cần vẽ ra là được. Dựa vào những miêu tả về tên sát thủ, chúng ta có thể vẽ lại hắn. Nó cũng phụ thuộc vào những triệu chứng tâm lý hắn gây ra cho các bạn và trí tưởng tượng của chính bạn. Hắn đâu có hình dạng cố định, bạn cứ gắn hình dạng thoải mái nha. Bí mật với các bạn nha, bật mí với các bạn nhé. Vẽ ra được nó rồi, có lẽ các bạn sẽ khó có thể sợ hắn được nữa. Bởi vì đơn giản là khi vẽ xong, các bạn sẽ cười rất to. Cười to như đã chia sẻ với các bạn trong chương trình. Nó có tác dụng thổi bay nỗi sợ, thổi bay hình ảnh ảo tưởng trong đầu chúng ta về tên sát thủ và những sự việc chúng ta đang nhặt phải. Nhưng như ví dụ sau đây, sát thủ dằn vặt đây. Đây là cái tên sát thủ dằn vặt. Đó là hình ảnh về tên sát thủ dằn vặt mà bản tin COVID tự phát họa. Còn bạn, bạn sẽ vẽ hắn như thế nào? Đây là ô dành cho tên sát thủ dằn vặt theo bạn tưởng tượng. Đó, cả nhà nhớ vẽ thử nha. Chớ sợ vẽ xấu, cứ vẽ thôi. Nếu bạn khó tưởng tượng, có thể chép lại hình trên tên sát thủ mà chúng tôi đã đưa ra. Hy vọng bạn có thể tự mình vẽ lại hắn. Bản tin tâm lý COVID chuyên mục báo động đỏ. Bản tin tâm lý COVID chuyên mục báo động đỏ xin phép được gửi lời chào tới quý khán giả, thính giả. Quý khán thính giả trong khắp cộng đồng tâm lý, lời chào thân ái nhất. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chặng đường dài truy tìm tung tích của tên sát thủ giấu mặt có tên dằn vặt, cùng những hé lộ tận gốc khuất tâm tối và thẩm sâu nhất của hắn đã đi đến hồi kết. Có thành công nào mà thiếu đi chông gai? Có sự trưởng thành nào mà thiếu đi những lỗi lầm? Để đạt đến những trái ngọt của thành công và trưởng thành đích thực, một người sẽ phải đương đầu với những thất bại và cay đắng, và đôi khi là cả tuyệt vọng. Có lẽ tự dằn vặt bản thân ở mức vừa phải cũng giống như một liều độc dược nhẹ nhưng có tác dụng tốt để chữa bệnh. Nó giúp một người đứng thẳng dậy và mạnh mẽ hơn mỗi khi thất bại vấp ngã. Giống như câu nói thất bại là mẹ thành công, vốn luôn được nhiều hiền tài và vĩ nhân coi trọng. Họ xem đó là tín hiệu để sửa chữa vấn đề và hoàn thiện bản thân. Nếu thiếu đi một chút dằn vặt bản thân, có lẽ chúng ta sẽ trở nên thờ ơ, phớt lờ những thiếu sót, khuyết điểm của mình và quên sửa chữa. Chúng ta sẽ vô tình bỏ quên những điều nhỏ, tiểu tiết mà chính đó lại là cơ hội để ta làm thêm tròn đầy. Những ngày nay xuất hiện trong đời sống đô thị và hiện hình ở trong những người trẻ thiếu ý chí tiến thủ, thụ động, thiếu kỹ năng sống, dằn vặt được đẩy lên mức cao và khiến nhiều người trẻ lao đao. Nó là một chướng ngại to lớn, đẩy một người vào hố sâu thẳm cùng thay vì trở thành động lực đưa người ta chạm đến mục tiêu. Và điều này dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho tình trạng chung của giới trẻ ngày nay về nhu cầu thấu hiểu chính mình cùng các kỹ năng ứng phó với áp lực đời sống. Hy vọng rằng hành trình thoát khỏi tâm lý dằn vặt sẽ giúp các bạn thấu hiểu cũng như biết cách chống chọi với những cơn dằn vặt len lỏi vào từng mảnh đời sống. Vượt thoát tên sát thủ dằn vặt, tiến tới bình minh là một hành trình đầy gian nan. Nó giống như một con đường đi dưới ánh trăng, mỗi lần bước qua một chặng là mỗi lần bạn sẽ được tẩy sạch bóng tối, bóng đêm, những điều tiêu cực bám trên mình. Và khi đã rũ bỏ hoàn toàn những bụi bẩn và dằn vặt, bạn sẽ chạm đến được mặt trăng đích thực, và sau cùng là đến được hào quang của ánh sáng mặt trời rực rỡ. Cuối cùng, bản tin COVID xin gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin tâm lý COVID số kế tiếp. Thế là hết sách rồi. Thế là hết sách rồi nha cả nhà. Rồi, thì sẽ đọc cái trang bìa cuối cùng của sách luôn. Đây, trang này.
Có rất nhiều chuyện trước khi hiểu ra đã thành chuyện cũ. Rất nhiều người sau khi quen biết đã thành người xưa. Cuộc sống có quá nhiều biến động không thể lường trước. Chỉ có thể bước qua chuyện xưa, quên đi người cũ để mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ, mọi thách thức. Cách vững mạnh nhất để vượt qua mọi trở ngại ngùng là ngừng dằn vặt bản thân về những gì đã qua. Đã đến lúc bạn cần rũ bỏ cơn dằn vặt nội tâm. Rồi sớm thôi bạn sẽ biết yêu thương chính mình và những người thân yêu. Con người sợ nhất vẫn là quá khứ. Tình cảm sợ nhất vẫn là chia ly. Tình cảm của con người sợ nhất là dằn vặt lẫn nhau, cả khi chia ly đã trôi vào dĩ vãng. Ai cũng từng sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất là không thể tha thứ, cứ ôm giữ quá khứ lại tự dằn vặt bản thân, cả khi tóc đã phai màu. Bạn không thể mua vé trở về quá khứ. Cái gì không thể níu giữ, hãy mạnh mẽ buông tay. Ngay bây giờ, bạn cần bắt sống sát thủ dằn vặt, trả lại bình yên cho đời an nhiên. Cuốn sách này là cẩm nang chỉ cho bạn cách vượt qua cơn dằn vặt nội tâm để tự tại an nhiên sống đời đích đáng nha cả nhà. Cuốn sách này đúng làm qua một mỗi cuốn sách á, thì mình sẽ phát triển được cái, mình sẽ phát hiện được một góc khuất trong tâm lý của mình, và chính vì vậy mình mới trưởng thành, mình mới thấy là mình mới nhận ra cái điều đó nó sai, nó không đúng. Chứ bình thường đâu có ai, đâu thể nào mà mình ngồi chiêm nghiệm lại những cái sai lầm của mình, mình thấy mình cũng đúng. Tôi luôn luôn đúng. Mình với suy nghĩ cá nhân của mình là mình sẽ thấy mình luôn luôn đúng. Nhưng mà mình bắt đầu mình phải xem xét nhiều khía cạnh thì mình mới thấy là mình có vấn đề ở chỗ nào và bắt đầu điều chỉnh nha. Rồi không nói lan man nữa, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái phần đọc sách của Thủy hôm nay. Và cả nhà ơi, cái cuốn sách Sát thủ dằn vặt này rất là hay đó nha. Cả nhà nên nghe đi nghe lại đi, Thủy cũng đọc qua một lần rồi nhưng mà chưa nghiệm hết được đâu. Có thời gian sẽ đọc tiếp. Rồi, đó là cả nhà, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.